Xin kính chào tất cả các bác. Vâng, ở trong ngày hôm nay thì em lại review lên sóng giới thiệu tới toàn thể các bác toàn những xe Innova đời cao từ 2012 trở lên các bác nhé. Toàn xe đẹp thôi các bác. Đấy, dòng MPV 7 chỗ ngồi, cả lái là 8. Bác nào mà chưa tìm được cho gia đình hoặc cho mình một chiếc xe chạy dịch vụ thì hãy liên hệ em Khánh theo số điện thoại 0917165240 để được tư vấn cũng như xem chi tiết những mẫu xe mình cần mua. Toàn những xe dòng form, những cái đời 2013, 2014, 2015 form đã đẹp rồi. Vâng, một chiếc Toyota Innova có năm sản xuất 2013 bản EC, xe gia đình không taxi dịch vụ, phiên bản số sàn động cơ 2.0, sơn xi màu vàng cát, mang biển kiểm soát thủ đô, 385 triệu đồng. Vâng, tất cả cái giá trên thì đều có hỗ trợ vận chuyển, bao rút hồ sơ và giá cả vẫn có thể thương lượng thêm. Một chiếc xe đình khá sạch sẽ đẹp đẽ các bác này, đầu đài nguyên bản, trần lì nguyên bản, nội thất kế da màu xám, không đâm vào tai nạn ngập nước, phần tem mác sản xuất, 385 triệu đồng, bản e xịn các bác nhé. Vâng, tiếp theo đây là một chiếc Toyota sơn xi màu bạc, mang biển kiểm soát 30F68341, có năm sản xuất 2012, bản EC, phiên bản số sàn động cơ 2.0, với mức giá đề xuất là 330 triệu đồng. Rất cứng xe các bác nhé. Xe trang bị màn hình Android xịn sò, trần lì, nội thất kế da hai màu rất tươi, đỏ đen, 330 triệu đồng. Đấy, táp lô táp bi sạch sẽ, cam hành trình, cam lùi, màn hình Android xịn sò. $330 triệu. Vâng, bác nào mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ ủng hộ em bằng cách like, bấm nút đăng ký kênh màu đỏ, bấm nút chuông để được cập nhật những mẫu xe mới nhất về điện thoại các bác mà em đưa lên. Đấy, một chiếc Toyota Innova 2015. Đấy, bản này là bản lâng full air các bác nhé. Sơn xi màu vàng cát, phiên bản số sàn động cơ 2.0, 388 triệu đồng. Đó. Điều hòa 3 gian, trang bị túi khí, phanh đĩa ABS đầy đủ, nội thất ghế ra rất là sạch sẽ, trần lì nguyên bản, 388 triệu đồng. Một chiếc Toyota Innova có làm sản xuất 2014, đấy, bản EC, máy xăng, số sàn, động cơ 2.0. Sau chiếc xe này là xe hoàn toàn gia đình, không taxi dịch vụ, mức giá đề xuất là 405 triệu đồng. Xe rất là cứng xe, sơn xi đẹp, hạn đăng kiểm dài tháng 5 2022, đấy, màn hình Android đầy đủ hết, táp lô táp ly sạch sẽ, trần độ trần 3D rồi, chống nóng các bác nhá. Tiếp theo đây là một chiếc Innova 2014 đây các bác nhé. 30F69776, bản lâm full air, điều hòa 3 gia,
chủ xe còn đổ thêm cả xi nhan tích hợp trên gương, gương cụp xòe thôi. Phiên bản số sàn động cơ 2.0 với mức giá đề xuất là 368 triệu đồng. Máy số zin. Vâng, tiếp theo đây là một chiếc Toyota Innova bản e xịn có năm sản xuất 2013 nhé các bác nhé, xe gia đình e xịn 355 triệu đồng. Bên chiếc xe này thì bên em bao rút hồ đã rút hồ sơ rồi. Đấy, chỉ vào tên trong lốt nhạc là ok thôi. Đấy, xi nhan tích hợp trên gương, nội thất ghế lỉ nguyên bản các bác này, trần độ trần 3D, màn hình Android có mạng, 355 triệu đồng. Là xe đúc 4 bánh này. Một chiếc xe vừa về xong các bác này, 2015 bản E-Sip, phiên bản số sàn động cơ 2.0, một chiếc xe gia đình không taxi dịch vụ, 428 triệu đồng. Sơn xi sạch sẽ đẹp đẽ. Xi nhan tích hợp trên gương. Xe gia đình các bác này, vô lăng đẹp như mới, gương chống chói, trần độ trần 3D chống nóng, thất ghế da sạch sẽ. Bác nào mà đúng chất mẫu xe này thì nhanh tay nhấc máy gọi điện cho ông Khánh theo số điện thoại 0917162240. Các bạn Zalo với em biết thêm chi tiết về chiếc xe này cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Ốc bản này đây, chưa bao giờ đụng đến cà lê molet. Keo chỉ 4 cánh zin, cột kèo zin, không đâm vào tai nạn ngập nước, 428 triệu đồng, xe gia đình. Tiếp theo đây là một chiếc Toyota Innova có năm sản xuất 2013, bản e xịn, phiên bản số sàn, động cơ 2.0, một chiếc gia đình, không taxi dịch vụ. Xe này thì bên em đã rút hồ sơ rồi, vào tên trong lốt nhà thôi. 2013 EC 375 triệu đồng. Đấy. Đầu đài nguyên bản, gương chống chói, trần 3D, nội thất ghế da rất là ok. Đấy, phần tem mác sản xuất này các bác này, ốc bản này. $375 triệu các bác nhé. Tiếp theo là một chiếc Toyota Innova sản xuất 2015. Đó, sơn xi màu vàng cát, mang biển kiểm soát thủ đô, bản lưng full ne. Sơn xi màu vàng cát. Với mức giá là 395 triệu đồng. Đó. Kiểu hoa ba gian nhé các bác nhé. Đấy, dòng xe này đều có trang bị phanh đĩa ABS túi khí đầy đủ. Gương chống chói, trần rất đẹp. 395 triệu đồng. Tablo, tabli 4 cánh đẹp như mới các bác nhé. $395 triệu các bác nhá. Tiếp theo đây là một chiếc Innova có năm sản xuất 2014 bản EC, một chiếc xe gia đình không taxi dịch vụ, mang biển kiểm soát Hải Dương. Xe rất đẹp, sơn zin, máy số zin, không taxi dịch vụ, 405 triệu đồng. Rất đẹp các bác này. Đó. Xe gia đình
405 triệu đồng. Vâng, tiếp theo đây là một chiếc Innova có năm sản xuất 2014 phiên bản số sàn động cơ 2.0 bản E xịn với mức giá đề xuất là 399 triệu đồng, mang biển kiểm soát Hải Phòng. 399 triệu đồng các bác nhé. Vâng, vừa rồi theo đã lên sóng giới thiệu tới toàn thể các bác những mẫu xe Innova đời cao từ 2012 đến 2015. Tất cả các giá trên đều có thể thương lượng thêm. Bác nào mà đúng chất mẫu xe này thì đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, em xin được kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bác đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô cũ giá rẻ Duy Khánh. Xin chúc các bác luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.